Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là nguyên văn bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư ngày 24 tháng 2 năm 2016 vừa qua. Trong bài huấn dụ này, Ngài tiếp tục loạt bài giáo lý trong năm thánh lòng thương xót Chúa. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Anh chị em thân mến, có nhiều văn bản khác nhau của Thánh Kinh đề cập tới các kẻ quyền thế, các vua chúa, những người ở trên cao và cả thái độ kiêu căng ngạo mạn và bất công của họ nữa. Sự giàu có và quyền lực là các thực tại có thể tốt lành và ích lợi cho công ích nếu được dùng để phục vụ người nghèo và tất cả mọi người với sự công bằng và lòng bác ái. Nhưng rất tiếc, như quá thường xảy ra, là khi chúng được sống như đặc quyền đặc lợi với lòng ích kỷ và bạo lực thì chúng biến thành các dụng cụ thối nát và gây chết chóc. Đó là điều đã xảy ra trong câu chuyện vườn nho của ông Naboth, một trình thuật trong chương 21 sách Các Vua quyển thứ nhất mà chúng ta vừa nghe hôm nay. Bản văn này kể rằng vua Israel là Achab muốn mua vườn nho của một người tên là Naboth bởi vì nó gần hoàng cung. Đề nghị của nhà vua xem ra hợp pháp và quảng đại nữa. Nhưng bên Israel, gia tài ruộng đất được coi như bất khả xâm phạm. Thật thế, sách Lê-vi có dạy rằng đất thì không được bán đứt vì đất là của ta, còn các ngươi chỉ là ngoại kiều, là khách trọ nhà ta. Đất là thánh thiêng vì là một ơn của Chúa ban, phải được giữ gìn và duy trì như dấu chỉ phúc lành của Thiên Chúa truyền từ đời này sang đời nọ và bảo đảm cho phẩm giá của mọi người. Như thế, chúng ta hiểu tại sao ông Naboth lại từ chối lời đề nghị của nhà vua. Ông nói, xin Yahvê đừng để tôi nhượng gia sản tổ tiên của tôi cho Ngài. Vua Achab phản ứng lại lời từ chối đó với sự cay đắng và giận dữ. Nhà vua cảm thấy mình bị xúc phạm. Ông là vua, là một người quyền thế, bị giảm thiểu trong quyền bính tối thượng của mình và bị tước đoạt trong khả thể thỏa mãn ước muốn chiếm hữu của ông. Khi thấy ông buồn phiền như vậy, vợ ông là hoàng hậu Jezabel, một hoàng hậu ngoại giáo, đã gia tăng các tôn thờ ngẫu tượng và sát hại các ngôn sứ của Chúa. Bà không xấu, bà ác độc, bà quyết định can thiệp. Các lời bà nói với nhà vua rất là ý nghĩa. Anh chị em hãy cảm nhận cái gian ác đằng sau những lời của người phụ nữ này. Bà nói, vua cai trị Israel hay thật, mời vua dậy mà ăn cho lòng phấn khởi lên. Thiếp sẽ tặng vua vườn nho của Naboth, người Israel. Bà như bậc uy tín và quyền lực của nhà vua, mà theo cái nhìn của bà, nó bị đem ra thảo luận bởi lời khước từ của ông Naboth. Một quyền bính mà hoàng hậu coi như tuyệt đối và vì thế gọi ước muốn của vua đều là một mệnh lệnh. Thánh Ambrosio đã viết một cuốn sách nhỏ về câu chuyện này, tựa đề là Naboth. Thật là tốt nếu chúng ta đọc cuốn sách này trong mùa chay. Nó rất là hay và rất cụ thể. Chúa Giêsu cũng đã dạy chúng ta rằng anh em biết thụ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân. Những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải là người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải là người đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dân mạng sống làm giá chuộc mua người. Nếu đánh mất đi chiều kích phục vụ, quyền bính sẽ biến thành ngạo mạn, trở nên thống trị và áp bức. Đó chính là điều đã xảy ra trong câu chuyện vườn nho của ông Naboth. Một cách vô luận, hoàng hậu Jezabel quyết định loại trừ ông Naboth và thi hành chương trình của bà. Bà sử dụng các dối trá của một sự hợp pháp tồi bại. Nhân danh nhà vua, bà gửi thư cho các trưởng lão và thân hào trong thành, ra lệnh cho các chứng nhân giả dối công khai tố cáo ông Naboth
là đã nguyền rủa Thiên Chúa và nhà vua, một tội đáng phạt tử hình. Như thế Naboth chết, nhà vua có thể chiếm vườn nho của ông. Và đây không phải là một câu chuyện xảy ra trong các thời khác, nó cũng là câu chuyện của ngày nay, của các cả quyền thế để có nhiều tiền hơn, khai thác bóc lột người nghèo, dân lặng. Đó là lịch sử của nạn buôn bán người, của lao động nô lệ, của người nghèo làm việc lậu với đồng lương tối thiểu để làm giàu cho các kẻ quyền thế. Đó là lịch sử của các nhà chính trị gian tham, hối lộ, muốn nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Vì vậy, tôi đã nói là đọc lại cuốn sách của Thánh Ambrosio về ông Naboth sẽ tốt cho chúng ta, vì nó là một cuốn sách thời sự. Đó thực thi quyền bính mà không tôn trọng sự sống, không có công lý, không có lòng thương xót, dẫn đưa tới đâu? Với khát vọng quyền bính có thể đưa tới điều gì? Nó trở thành tham lam, muốn chiếm hữu tất cả. Có một văn bản của ngôn sứ Isaiah đặc biệt soi sáng liên quan tới điều này. Trong đó, Chúa cảnh cáo chống lại sự thèm khát của các đại điện chủ, muốn luôn ngày càng chiếm hữu nhà cửa và đất đai nhiều hơn. Ngôn sứ nói, khốn thay những kẻ tậu hết nhà nọ đến nhà kia, nối thêm ruộng này đến ruộng khác, tới mức không còn chỗ trống nào mà chỉ còn một mình các người ở lại trong xứ. Ngôn sứ Isaiah không phải là cộng sản đâu. Tuy nhiên, Thiên Chúa lớn lao hơn sự gian ác và trò chơi bẩn thỉu của con người trần gian. Trong lòng thương xót của Ngài, Ngài gửi ngôn sứ Elia tới để giúp vua Ahab hoán cải. Bây giờ chúng ta sang trang và câu chuyện tiếp tục ra sao? Thiên Chúa thấy tội ác này và cũng gõ cửa lòng của vua Ahab, và nhà vua bị đặt trước tội lỗi của mình, hiểu ra, hạ mình xuống và xin lỗi. Thật đáng biết bao nếu các người quyền thế ngày nay cũng biết làm như thế. Chúa chuộc nhận sự hối lỗi của nhà vua, nhưng một người vô tội đã bị giết và lỗi lầm đã phạm sẽ có các hậu quả không thể tránh được. Thật thế, sự dữ đã làm để lại các dấu vết đau đớn, và lịch sử loài người mang các vết thương của nó. Lòng thương xót cũng cho thấy con đường chính phải theo trong trường hợp này. Lòng thương xót có thể chữa lành các vết thương và có thể thay đổi lịch sử. Hãy mở con tim bạc cho lòng thương xót. Lòng thương xót của Thiên Chúa mạnh mẽ hơn tội lỗi của con người. Nó mạnh mẽ hơn, đó là gương của vua Ahab. Chúng ta biết quyền năng của nó khi chúng ta nhớ tới con Thiên Chúa vô tội đã làm người để phá hủy sự dữ với ơn tha thứ của Ngài. Chúa Giêsu Kitô là vua đích thật, nhưng quyền bính của Ngài hoàn toàn khác biệt. Ngài của Ngài là thập giá. Ngài không phải là một vị vua giết chết, nhưng trái lại trao ban sự sống. Việc Ngài đến với tất cả mọi người, nhất là những người yếu đuối nhất, đánh bại sự cô đơn và số phận phải chết mà tội lỗi dẫn tới. Với sự gần gũi và sự dịu hiền của Ngài, Chúa Giêsu Kitô đưa các kẻ tội lỗi vào trong không gian của ơn thánh và sự thứ tha. Và đó là lòng thương xót của Thiên Chúa.